Thưa quý vị, tại khu vực đồng bằng sông Hồng, lúa đang ở giai đoạn trổ đồng và vào chắc hạt tùy từng tỉnh. Tuy nhiên hiện nay thì các loại dịch hại nguy hiểm như là sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, dày lưng trắng, chuột phá hoại đang gây hại trên lúa mùa tại nhiều địa phương. Và theo ghi nhận của ngành bảo vệ thực vật thì mật độ sâu hại đục thân, cuốn lá đang rất dày đặc, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vụ lúa mùa. Trong khi ở nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, cả nông dân và cán bộ cơ sở ít có điều kiện thăm đồng, những yếu tố này đang đặt vụ lúa mùa vào nguy cơ đối diện với việc giảm năng suất, ước tính có thể lên tới 40% diện tích và các diện tích bị sâu bệnh sẽ khoảng 35% năng suất. Do vậy mà các địa phương cần phải nhanh chóng đưa ra các biện pháp trị bệnh trên lúa mùa trong những ngày gần đây. Tại tỉnh Hải Dương, vụ lúa mùa năm nay gieo cấy hơn 55.200 ha. Nhưng hiện, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này, đã có khoảng 40% diện tích đã xuất hiện sâu cuốn lá, sâu đục thân hại lúa với mật độ trên 10 con trên 1 mét vuông. Nguyên nhân chủ yếu là do bà con đã bón đạm nhiều hơn quy định. Trước hết là đang có hiện tượng sâu đục thân và sâu cuốn lá nhỏ. Thì chúng tôi đang mong muốn là các nhà khoa học về tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho bà con chúng tôi phòng chống lúa sâu này, là lúa sâu quyết định. Nếu không phòng chống kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này của vụ mùa năm nay. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện các địa phương đang bị sâu đục thân 2 chấm ở lứa 4, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên. Đây là giai đoạn sâu có sức kháng mạnh với các loại thuốc, nên bà con nông dân phải đặc biệt lưu ý theo dõi sát dịch bệnh trên đồng để có các biện pháp phòng trị hiệu quả. Thì chúng tôi tiếp tục đề nghị là các địa phương quan tâm chỉ đạo sâu bệnh cuốn vụ, ngoài cái sâu đục thân 2 chấm ra thì còn cái dày nâu và sâu cuốn lá nhỏ của cái lứa 7 gây hại trên cái lúa trà lúa mà lúa muộn. Và cái thứ hai là cái bệnh thì là bệnh bạc lá, thì là cái bệnh mà thường là gây hại nặng, và nhất là bây giờ tới đây là chuẩn bị có cái cơn bão mà đang vào. Thì đây là một trong những điều kiện chúng tôi đã khuyến cáo các địa phương hướng dẫn cho bà con là hạn chế không bón đạm vào giai đoạn này để phòng chống cái bệnh bạc lá cũng như là cái đốm sau vi khuẩn. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đang đúng cái lúc mà lúa còn trên đồng, lúa mùa trên đồng đang trổ. Hôm nay để báo gió là các cái ngập úng, đấy là một cái nhận định về cái tình hình, thì là để địa phương theo dõi thêm bên này. Hiện nay 80% diện tích lúa mùa cho chỗ bông tập trung từ mùng 5 đến 15 tháng 9. Trong khi có tới 40% diện tích lúa đang bị sâu đục thân, sâu cuốn lá tấn công ở mật độ cao. Do đó, đây đang là giai đoạn sung yếu cho các chả lúa mùa, nên việc phòng trừ sâu bệnh phải đặc biệt được chú trọng. Nếu tới trung tuần tháng 9, việc diện tích bị sâu hại không được khống chế, thì diện tích lúa toàn vùng đồng bằng sông Hồng có thể giảm tới hơn 30% năng suất. Thưa quý vị, trước tình hình thời tiết liên tục nắng mưa xen kẽ kết hợp với mưa rông là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sinh vật gây hại, đặc biệt là sâu đục thân 2 chấm, dày, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đen lép hạt, gây hại nặng cho trà lúa chỗ đến phơi màu trở đi. Để bảo vệ an toàn vụ mùa 2021 từ nay đến cuối vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành phía Bắc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, dự báo thời điểm phát sinh gây hại của các sinh vật gây hại chính để chủ động hướng dẫn, chỉ đạo phòng chống. Hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Đối với sâu đục thân 2 chấm, tiếp tục theo dõi chặt chẽ mật độ ổ trứng trên lúa. Giai đoạn đồng già, chỗ, nhất là trà muộn chỗ sau ngày 15 tháng 9 để chủ động trong công tác chỉ đạo phun trừ. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, tập trung giám sát trên trà lúa muộn, các giống lúa thơm, lúa đặc sản, diện tích xanh tốt, bón thừa đạm, hướng dẫn phòng chống sâu cuốn lá nhỏ lứa 7, bảo vệ an toàn bộ lá đồng để đảm bảo năng suất. Đối với dày nâu, dày lưng trắng, theo dõi diễn biến phát sinh của dày lứa 7 trên các trà lúa giai đoạn từ chín sữa đến chín, tổ chức phòng chống kịp thời những diện tích có mật độ cao ngay từ khi dày tuổi từ 2 đến 3 bằng các loại thuốc đặc hiệu. Ngoài ra cần hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành phía Bắc chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về tình hình sinh vật gây hại cây trồng và phương án phòng chống, tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.